Em chào tất cả các anh em nha. Rất vui khi gặp anh em trên kênh YouTube của mình nha. Kênh của mình là kênh Điện tử Ngọc Hải, chợ Đình Bình Thủy, xã Bình Thủy, Châu Rồi mất Phú, tiêu, An hôm nay em cũng tháo cũng bộn nha anh em để quay đáp ứng cho anh em ha, xài ha. Rồi anh em, mấy cái này, mấy cái chép tháo thùng ra nè anh em, mấy cái chép neo hả, 850 nguyên khối neo đây, còn neo cũng là 850 dòng xịn sò hết nha anh em. Này ở trong thùng mà tháo ra hết nha, dây nè có đầy đủ luôn để đáp ứng cho anh em nha. Mấy cái neo này để xa xa nha, nó hít dữ lắm nha. Hôm nay là lo xịn rất là nhiều nha anh em. Em là dòng lo xịn hết nha. Mấy dòng này em tháo từ thùng ra hết nha anh em. Đó, đầu kia nè, đầu đẳng em tháo lũ thủ đẳng nữa nha. Đó. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho anh em một cái mã sản phẩm là chỉ có 500 ngàn nha anh em. 500, 300. Đó, có rất là nhiều người hỏi. Con vang này con vang Mỹ, con vang Đức gì đó. Dòng xịn sò gì đó ha. Đây, em cái con này thì em không biết là nó xuất xứ ở đâu, em chỉ biết là em mua thu cái này là giá rẻ, em bán rẻ thôi, 500 ngàn con vang cơ. Đó, con vang cơ nha. Có chung chép bát nè, có màn hình hiển thị số nè, có bờ Bluetooth nè ha, có đầy đủ nha nè. Đây, 500 ngàn. Bán thanh lý đầu video với anh em chơi. Một cái dòng sản phẩm phải nói là cực kỳ ngon nha anh em. DB Cô Tiếp, những cái dòng mà bãi nè, dòng này bãi xịn đó, bãi xịn gì còn cực kỳ đẹp. Lấy cái không, lấy mấy cái bao bọc này để chút xíu nữa em sẽ nó mở ra rồi chứ nó còn nằm trong cái bao bọc đó nè. Dòng nó vô cực kỳ anh em. Dòng DB Cô Tiếp này thì nó chuyên về âm thanh sự kiện nha anh em. Chuyên về âm thanh sự kiện lớn nha. Dòng này quá là đẳng cấp luôn nè. Nhưng mà giá thành rất là cao nha. Con này thì nó là 3 triệu 2 lần đó anh em. Chứ nó không có rẻ đâu. Dòng chuyên sự kiện. Dòng này tuy rằng là gì không có vỏ thùng giấy anh em. Nhưng mà nó vẫn còn cái bọc đựng như thế này. Đó. Đựng vô trong hai cái micro hết rồi nè. Trả luôn cái này nó cũng vẫn có bọc đựng nè. Dòng bãi xịn nè, anh em thấy không? DB Cô Tiếp hàng xịn đó nha. Đó, đây là hai cái đó, hai cái để đựng cái micro. Dòng này em cưng cực kỳ cưng, nó không dám để cho chạy đó nè. Đó. Thì cái như thường lệ thì em cũng vẫn tặng hai cái chống lăn. Đây là cái anten của nó anh nè. Hai cái anten của nó nha. Hai cái micro anh em thấy không? Nó đẳng cấp ghê gớm, đẳng cấp. Dòng DB Cô Tiếp hàng xịn nha, hàng xịn. Hàng bãi xịn. Lấy pin bỏ vô về đọc. Đó. Thì cái dòng này thì em mở cái cục nguồn này nè. Pin điện vô em sẽ cho anh em coi hết luôn nha, hết luôn. Đây là cục nguồn của nó này nè. Đó. DB Cô Tiếp hàng bãi xịn. Hàng bãi xịn nha. Em cưng cực kỳ cưng nha nè. Cưng cực kỳ cưng nha. Này là hai cái đồ mà đẩy đến anten nó là em nó đẩy lên luôn rồi nè. Hai anten. Em cưng cái dòng này là cực kỳ cưng nha. Đó. Còn đẹp cực kỳ đẹp nha anh em. Cực kỳ đẹp, em nói là cực kỳ đẹp chứ không phải là chuyện đơn giản nha. DB Cô Tiếp nè. Dòng xịn. Mặt đèn trước. Dòng này thì dòng xét số chuyên nghiệp, đẳng cấp chuyên nghiệp. Anh em thấy cái có cái chữ ECHO không? Nó tạo được cái hiệu ứng ECHO luôn đó nghe anh em, chứ không phải là đơn giản bình thường đâu nghe anh em. Nó tạo được cái hiệu ứng ECHO luôn á. Nè. Volume cộng volume trừ. Xét cộng trừ cái giải tần cái số này anh em. Còn ở đây nè anh em thấy không? Xét ECHO. Tạo được cái echo luôn á, nút set này bên B này, nút phá này nè đó. Còn mid-go nó thì anh em thấy cực kỳ đẳng cấp nha. Dòng này thì nó không có cái vỏ xốp anh em, đợt này em về là toàn bộ không có thùng xốp, nhưng mà đồ đẹp còn 95%.
Em để xuống mà em không không dám để mạnh, sợ nó chày vậy nè. Bộ này thì là 3 triệu 2 đó nha, không có cộng vô phí ship nha nè, cực kỳ là đẳng cấp nè, dòng bãi xịn cực kỳ đẳng cấp. Dòng này thì chuyên là âm thanh sự kiện nha, tiệc cưới gia đình anh em muốn xài sao xài nha, có khả năng thì cứ mua dòng này xài nha. Anh em nào nhạc sống nào thì có khả năng thì cứ mua nha. Dòng này thì khỏi bàn, khỏi miễn bàn khỏi bàn gì anh em. Dòng này anh em đừng có hỏi là xuất xứ từ đâu nha, anh em cứ tra lên Google DB Cutiết nha. Dòng này dòng xịn, dòng bãi xịn nha. Đó, 3 triệu 2. Hỏi bên nghe không? Đó, còn còn lấy cắt này luôn đi. Đem cắt luôn. Quay cái nào đem cắt cái nấy nghe nè. Đây à. Coi chừng nó chạy nghe ta. Này chạy một cái nó uổng dữ lắm á. Rồi, còn chút xíu em bán khi âm cho anh em cái DSB. Tai mic còn cực kỳ còn ngon lành luôn, bán chơi cho anh em nha. 700 ngàn. Dòng DSB xịn. Rồi còn cái con này nè, con này là cũng là ngon lành luôn nè anh em. Ngon lành cành đào luôn. Cũng là dòng bãi luôn. Cũng có hai cái anten. Tặng hai chống lăn. Một cái 6 ly. Đưa pin xuống thử luôn được. Cắm điện vô luôn. Dòng này là cực kỳ xịn sò nha. Tổng về em cũng bán cái dòng này rất là nhiều. Anh em thích cái dòng này lắm nha. Thích dòng này dữ dằn lắm. Tiếng nó rất là dày nha. Con neo nha. Nhưng mà chỉ có 1,8 triệu thôi nè. Còn đẹp 95% dòng bãi nha. Bosa dòng bãi nha. Bãi xịn nha nè. Bãi xịn nha. Đẹp cực kỳ đẹp không? Hai tay đều đẹp 95% dòng bãi xịn. Thì dòng này thì em báo với trước với mấy anh em. Không, đợt này em về toàn bộ pin cho cậu ha. Toàn bộ là không có thùng giấy nha anh em. Chịu lỗi nha. Thì em sẽ quấn keo là cẩn thận lắm nha. Dòng xịn thì không thể nào để cho chạy đâu nghe nè. Chạy rồi đâu sẽ mất giá trị lắm đó. Đó. Trước khi gửi hàng là em thì toàn bộ set là cực kỳ ok cho nên em không làm lỗi gì hết nha. Đây. Em bán chuyên bán gì dòng số nha nè. Dòng số hết nha. Có nút set nè. Màn hình hiển thị gì nè. Đây đó đầy đủ hết nha nè. Đó. Ví dụ như nó xét nó rất là dễ nè, em coi cái kinh nào nha, ví dụ như đây là cái nút xét kinh bên nào thì bên đây thì em đưa Migo vô gì thì tự xét nó sống rồi bấm này ra đây rồi, này là xét xét cơ xét bên đây đây. Đó, xét như vậy là đã xưa vô sống rồi đó nè, có bình thường đó nha. Rồi cái bộ này thì em bán 1,8 triệu nha, còn đẹp cực kỳ nha, hàng bãi xịn, bỏ vô trong ấy luôn con nè. Đây hình thức ngoại hình là ok cực kỳ đẹp, 95%. Còn tem còn nhãn mát hết nha nè, tem nhãn mát hết đó, ha. Đây tem phân phối đợt này tem nhãn về hàng cái xuất dòng luôn. này là không có vỏ thùng giấy nha anh nè, dòng bãi này Rồi về dòng 3 không có vỏ 1,8 thùng giấy, Bosa dòng bãi à, xịn. dòng tháo máy ra không nha, còn đẹp cực kỳ nha. Con này luôn, bỏ vô cái chừng nó lộn á. Rồi kế tiếp là cái dòng mà Sho UEG 23, dòng Sho UEG 23, dây này em tặng nha nè, dây này em tặng. Hai tay cực kỳ đẹp nha, em có bán pin sạc luôn anh nè, 101 cặp nha, anh em nào thích thì liên hệ với em nha.
Bộ này là 1,9 triệu một bộ, dòng 7 nha. Dòng này thì nó không có cái vỏ thùng nha anh em. Đợt này là báo trước với anh em là vì không có vỏ thùng, vỏ thùng nó xấu quá liền bỏ hết anh em. Chỉ có tai mít và đầu thu và cục nguồn, sẽ bó cái quắn mập vô cẩn thận cho anh em nha. Quắn mập vô cẩn thận cho anh em, em sẽ lấy mập em quắn cẩn thận cho anh em. Ví dụ như cái bọc gì nè anh em, em sẽ quắn là cẩn thận ha, cẩn thận gửi hàng cho anh em nha. Đó rồi, cái này thì là 1,9 triệu anh em, có 4 cây sống nha và mấy cái chống lăn. Và đầu thu thì sẽ ghim điện vô cho anh em coi. Dòng này thì bao chắc bao hay cho anh em nha. Dòng xua thì anh em biết là hồi nào giờ rồi, nó cũng không có thua với thương hiệu nào hết nha nè. Đó, giá tiền thì phải chăng. Dòng này thì bỏ qua thì rất là ổn nha. Anh em tiêu dùng thì nên lựa chọn cái dòng rẻ tiền thì giá bình dân. Cái này thì ngoài thị trường bán tầm 2 triệu mấy nha nè. Đó, đồ em bán là chưa toàn bộ, là chưa bắt chưa tay hết nha, dòng vải nha, không có vỏ thùng, xấu quá liền bỏ hết, toàn bộ là xếp số hết nha, tắt nè, quả xếp số hết, toàn bộ xếp số hết nha nè, xếp số hết. Tay thì còn quá là đẹp luôn, cứ xứng đáng đồng tiền để anh mua nha, anh mua nha. 1,9 triệu bỏ lên. Đó, có lô bát ấy gì đầy đủ nha. Đó, sóng lên đây, ví dụ như ở đây nó đang không trùng tần số đây, anh em xếp cái nút này cho em, ấn vô 5 giây, IGS nổi lên, IGS thì nó dò một chút xíu nó sẽ có sóng nghe nè. Đó, có sóng nè anh em thấy không. Đó, không cần đem phải đi đem thợ nghe nè. Chút xíu nữa em sẽ test dùng những cái cách âm những con quang giới thiệu đến anh em nghe. Quên nữa, cho anh em coi cái tay, hai tay không hề chạy nha, còn đẹp 95%, đẹp cực kỳ nha. Đồ em là bán là bao zin bao đẹp nha, bao không sửa chữa gì hết nha nè. Đó, UG X23 dòng rất xịn sò đẳng cấp, bỏ vô con trà. Rồi, cái con này sớm em hứa bán là bán chi ăn cho anh em xài chơi, 900 700 ngàn, dùng gắt xịn sò ha. Dạ, hai tay đẹp cực kỳ nha. Rồi, qua nhanh, qua nhanh luôn anh em. 700 DSB còn đẹp cực kỳ nha, 700 qua luôn, qua nhanh chứ biết là đang test âm lên anh em ơi. Đó rồi, và như thường lại thì cái bộ mic go xua U90 cực kỳ là đẹp nha, cực kỳ đẹp, đẹp cực kỳ đẹp, da cá có tự ngắt, có da tóc đầy đủ hết nha, còn đẹp cực kỳ đẹp nha anh em, hai tay tay nào cũng bị hết nha, xua gia tóc tự nhất, sản xuất 2024 dòng bả luôn, cực kỳ đẹp, bỏ pin vô luôn nha anh em. Dòng này thì đợt này em về 2,1 triệu nha anh em, nhập rẻ thì bán rẻ nha, nhập nhiêu bán nhiêu, lời mail anh em. UG X90 xua, dòng này thì rất là hay nha anh em, rất hay, cái đầu cũ của nó là cực kỳ hay nha anh em. 2,1 triệu nha, 2 cây sóng, 4 cây sóng nè, bộ nguồn nè, chống lăn gì đầy đủ hết nha anh em, pin điện cho anh em coi luôn, mở lên nè, xuất cái gì rồi, sức ra anh em ơi, em ghim điện lại. Rồi, quá ok, quá đẹp, cực kỳ đẹp, UGX90, quá đẹp anh em ơi, cực kỳ đẹp nha,
quá khứ đẹp, 2,1 triệu. Anh em nào thích thì nhắc em nói về nha. Xua bu gậy 90, có hai cái bu lưng mình dặn ngoài luôn, rất dễ xài. Đây là công tắc này nè, tắt cây nào nãy để pin vô rồi ta. Cái này có pin luôn nha, có sóng luôn nè, xét số hết anh em. Thường lợi thì giống như cái kia, ấn vô 5 giây tự xét nha, không cần đem đi thợ anh em. Quá đẹp, dòng bãi nha, vì đợt này 2,1 triệu anh em, cực kỳ chắc nha. Rồi 2,1 triệu một bộ xua 90, có hai tay rất là xịn sò, rất là đẹp, còn đẹp zin 100%, không hề sửa chữa, bao zin bao đẹp bao chắc anh em. Rồi tới con 30, con 30 này nó mới là đẳng cấp thiên hạ nữa nè, cục nguồn nha, rất là to, em bé rất lớn, 4 cây sóng rất là xịn nha. Quay hơi nhanh nhanh anh em, thì anh em yêu thích nó thì anh em dừng cái video lại xem nha. Còn đẹp 95%, cực kỳ là đẹp. Vỏ thùng đợt này gì á, chồng lên anh em, bị tét te tu ở trên, cái này là không còn vỏ thùng nữa nha, vỏ thùng giấy á. Đồ thì những sản phẩm thì cực kỳ là ok nha, cực kỳ ok. Này tem của em dán để ship đi cho anh em, có bảo hành cho anh em ha. Đó, quá đẳng cấp nha, quá khứ là đẳng cấp anh em. Dòng này á lại mắc, mắc hơn cái dòng 90 mới nãy nè, mắc hơn là 100.000, là 2,2 triệu nha, dòng vải xịn ha. Dòng này thì nó đẳng cấp trong nè, tiếng rất là hay nha, cực kỳ hay. Hai cái micro của nó là phải nói là ống ánh đẹp cực kỳ. Dòng này thì quá xứng đáng anh em xài nha. Dòng này thì chuyên để làm mấy cái show tiệc cưới, âm thanh sự kiện tiệc cưới gia đình lưu động, hát với nhau đều toàn bộ được hết nha nè, quá đẳng cấp luôn đó nè. Đây cái bu lum nè nè, bu lum màu to nhỏ nè, hai bên nó đều có hết nè, quá ngon. 2,2 triệu nha nè, 2,2 triệu một bộ ha, có sóng nè, vì cũng là xếp số hết nha nè, cũng là đưa micro vô chỗ phản tắt rồi đưa vô tự xét hết nha, không cần mang đi thợ nha nè, không cần mang đi thợ. Đó con em, anh em có nhậu xỉn thì vô chụp tay chân thoải mái thì mắc sóng nè, tự nhà mình xét luôn, không cần mang đi đâu hết nha. 2,2 triệu thì mấy cái dòng này thì em không có toàn bộ, không có bao cái phí ship, thì anh em yêu thích nó thì liên hệ với em nha, số điện thoại 0369050836 nè. Dòng này dòng xịn sò anh em, chứ anh em đừng có nghĩ rằng dòng giống như rẻ, đồ rẻ trên thị trường nha. Dòng này nó cũng anh em bán cũng hơi cao lắm nè, em bán 2,2 triệu có khi 2,6 triệu, 2,8 triệu tùm lum trơn anh em. Nhưng mà không, đừng có so đo với mấy cái dòng mà ngoài thị trường nha, nó có nè mấy cái này nữa nha. Đó, rồi lấy pin nó ra luôn để nó chạy. Rồi cũng như cái con BK1000 thì cái dòng này em sẽ lấy để test những cái cách âm của mấy con vang. Thì những cái dòng sản phẩm thùng của em thì rất nhiều anh em, thì anh em nào yêu thích thì liên hệ với em nha, em sẽ test lên cái cách âm cho anh em nghe coi nha. Và em sẽ hát được cái pin này, cái bộ này đó nghe nè, đó nè, cái này cái cục nguồn nè, cục nguồn của Bosa. Rồi đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cái con nét 380 nha, nét 380. Con này thì cực kỳ là ok anh em, nó có cái nút keyword
thì quật ghê nha. Echo hai này không dính nhau, riêng biệt hết. Cái này là Bulin Mix Go nè, này mua zip là có nhà, cái nút này là chọn cái effect anh nè, rồi cái cộng dây cho cậu hai cái cộng cộng dây điện đó, không nút dây điện đó, đó cộng dây mới ghim mới nãy test đồ cho khách. Rồi con này em mở ra review cho anh coi, anh em coi xem những cái thiết bị của nó nha. Cái vỏ của nó rất là dày anh em, nặng lắm nha. Nó thì anh em thấy nè, toàn bộ là nó xài mấy cái con IC là 4558 là đẳng cấp nha nè. Đó, IC. Và nó có mấy cái relay để chống chạm chập đó nè. Nó không có mở lên, nó không có kêu bụp bụp á. Là đây, ba con, hai con người của này, hai con này của đây. Súp thì không có nha. Đó. Ở sau thì đường mic go. Dòng này thì nó cực kỳ nha. Đây là một ốc em bỏ vô nè. Tăng phô ha. Mặt đèn gì, volume gì, toàn bộ là xài IC đẳng cấp hết nha nè. Vô chống hú gì có đầy đủ. Và đằng trước mặt thì nó có cái để em ghim điện vô đi. Đó, mở đèn lên. Mở nguồn lên nè. Chà, cái này là nó bị ngược sáng rồi nè. Đèn nó hơi nháy 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 chớp chớp nha. Rồi, ở đây thì bộ phận nó đây nè. Đây là công tắc gầy quạt gầy nè, nhiều hay ít nha. Chút nữa em sẽ thử lên cái cách âm cho anh em nghe. Đây là bên nhạc. Đó, đây là cái núm để chọn gầy quạt anh em. Em zoom lớn lên nha. Gầy quạt thì thường em để là 50 đến 55. Cái gầy quạt này là anh em alo lên nó sẽ bay đó nè. Còn delay, delay là delay vừa delay của chạy xuống nè. Thì thường để 50 cũng được, 40 cũng được, 45 được anh em. Delay ha. Delay echo á. Ủa echo chứ anh em. Còn dưới này là delay nha. Đây là bass. Mi chép nè. Mi nè. Bass nè. Của bên phần mic go nè. Phần mic go này. Thì cái con vang này nó tại là sao nó hay anh em. Nó là bản thân của nó là số hết. Nhưng mà kỹ sư sẽ chơi ra những cái volume để mình dặn. Thay thế số thì mình không chỉnh được cái này. Từ 75 Hz ha, à, 10 cho đến là 1 kg nè, 2.5 nè, 3.5.3 nè, 10 kg này của phần mic go. Còn phần nhạc dưới này nè, nè để chữ music nè, EQ á nha, nó rất là hay nha. Dòng này thì em bán 1.7 triệu, có đèn báo gì đầy đủ hết em tắt nha. Đó. Có đèn báo gì đầy đủ hết nha. Sau lưng thì cái dòng này thì nó rất là hay, nó không có bị lọt sức cái mic go nè. Đây là anten nha, A1, A2. Này volume cái gain vào thường thường là em để tầm 3 giờ nữa nè. Đó, còn cái gain này sức anh em gain đây anh mát đi. Này 12 giờ thôi. Hai đường sức. Ý lộn, một ngõ sức nè. Một ngõ sức. Và hai đường LG ha. SG và LG. Hai đường main out xuống âm ly là hai đường mic go. Hai đường này thì anh em để hết luôn đi, hết luôn cũng được anh em. Rồi mình sẽ chỉnh qua bên cái phần gain tổng của mic go đây. Đó. Và cái con X5 bờ gốc này thì em bán là có remote luôn nè, chút xíu em sẽ thử hết luôn nha. Này là 2.3 triệu có remote. Dòng này em test cho anh em cực kỳ chỉnh nha. Còn giải hết luôn nha. Rồi em đẩy lại nè. Rồi có điện rồi chụp chụp quên chụp vô cái lên đường. Con này là rất nặng nha anh em. Chứ không nhẹ nha. Không nhẹ giống mấy cái con vang bình thường. Nó giống nặng giống con số luôn anh nè. Rồi em sẽ cắm dây vô. Em sẽ test lên cái chất âm nha. Nhưng mà em không có hát nè. Dính bản quyền. Chỉ test nhạc và alo cho anh em nghe cái echo gì quạt thôi nha. Cái dây tín hiệu vào em sẽ test những cái chất âm lên sẽ gửi đến cho anh em tham khảo, và anh em có yêu thích nó thì hãy liên hệ với em nha. Đó, em sẽ bớt một cái chút xíu echo hay khỏi bớt luôn anh em. Tại vì là đây là mình sẽ test, mình sẽ thử cho anh em coi cái echo gì quạt mà. Nếu mình để tiếng mỏng đó thì nó không còn nữa anh em. Còn anh em muốn bớt ít nhiều thì hạ xuống nè. Này là
bên đây là nút Echo. Thì ở đây em đang bé hạ xuống còn 9 giờ. Kỳ quạt thì em để thẳng 12 giờ. Nè em hạ kỳ quạt xuống nó sẽ hết nữa nè anh em. Còn Echo 1, 2, 3, 4. Lên kỳ quạt nè. 2, 5, 6, 7. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha. Lên cái Echo cho nó xịt xịt nha anh em. Thì nó chuyển nó hơi giật giật nha. À, thì cái con 380 Blood này thì cái dòng này nó rất là xịn nha anh em. Nó là cái con Echo gầy quạt số nha. Nó nằm trên màn hình cái núm lớn này để điều chỉnh cái chức năng số của nó nha anh em. Và cái thùng của em đang thử cái cặp 3 tắc mặt tiên Z750. Lo thì con 76. Dòng này thì em bán 5,5 triệu một cặp nè anh em. Đó. Lo những dòng sản phẩm thì em rất nhiều nha. Anh em có yêu thích thì ủng hộ em ha. Dòng này thì mắc tin 7 nha anh em. Dòng gã mấy cái quán bar hoặc là mua thanh lý những cái dòng mắc tin xịn đem về. Và sắp tới này em sẽ nhập về cái dòng mắc tin London đó anh em ha. Mắc tin London. Thì này cũng là London nhưng mà nó sẽ cái đợt sau nó sẽ về mẫu khác chút anh em. Và em sẽ hạ cái Echo xuống anh em nha, để cho nó nói chuyện cho nó hơi gõ gõ chút anh em. Thì cái này em sẽ không có cúp mic khô anh em, để tại vì mình đang giới thiệu anh em mà. Còn nút này bấm vô nó sẽ khô luôn nè anh em. 1 2 3 5 6 7. Thì lo thì em ngồi gần rất là gần sát nhau luôn nha, sát nhau luôn nè đó. Nhưng mà nó là được cái chống hú cực kỳ là ok anh em. Cái con vang này á thì nó cũng giống như cái bàn mixer đây nè, cọt nhỏ nha nè. Nó có nhiều chức năng, nó không phải giống như mấy cái con kia. Thay thế bên kia là chỉ là lô chung, rồi bát chung chép. Còn cái này ba nút của nó sẽ gom là thành một cái chức năng. Ở đây thì đầu tiên á, cái mic của nhạc á nè. Nè, lô bát á, lô nè. Còn này lô chung nè. Đó, là mi chung nè, mi chung bát á. À, ta kêu bằng mi bát đó nè, đó là đây. Còn ở bên phần chép á nè, lên cho nó có tiếng xịt xịt chơi ha nè đó. Còn ở bên cái bộ phận chép đó nó nè, hi chép, mi chép ha, lô chép đó. Hai ba cái nút này đó, nó sẽ ăn vào chung nhau là một cái chức năng. Trên ở đây thì nó cũng y gan nè, hỏi tiếng nó sao mà nó hay, nó không bị quạt xịt xịt nữa, là nó như thế này nè. Lô bát nè, bát nè, nè bát nè, lô bát nè, mi bát nè. Mi bát là cái tiếng của em nói chuyện, tiếng dày đó nè. Tiếng dày đó là do ở đây ba cái chức năng này, bốn ở đây nè. Bát nè, mi bát, mi bát. Rồi mi chép nha, hi chép là cái tiếng chép xịt thế nào anh em. Đây cho nên nó là giống như là một cái bàn mixer Dynacorp vậy đó. Thì tại làm sao nó là giống như bàn mixer Dynacorp chứ không phải là mixer Dynacorp nha anh em. Do nguyên nhân cái Dynacorp á, nó có hai cái effect là độc lập, là đây là Echo, là Echo nè, đây gầy quạt, nó sẽ có hai cái cần fader chỉnh. Thì con này á, nó được cái chức năng anh em, lên cái Echo cho nó xịt chơi nha. Gầy quạt là tiếng bay he không, nó vang sâu á, là đây là nút gầy quạt, nó nhiều ít là ý thích của mình thôi. Còn cái mic go ở ngoài nè, anh em muốn em đang hạ xuống hút ít nè, em lên nè, càng lên nó càng lớn luôn nha, càng lên nó càng lớn. Mà cái sự mà chống hú của nó rất là cao, nghe không? Đây cái nút effect chống hú nè. Mở ra, không chống hú nha. Bấm vô, có chống hú nha. Đó. Thì những cái dòng sản phẩm này thì em bán là 1 triệu 7 nha anh em. Còn những cái anh em khác bán, người ta bán 2 triệu mấy là cũng là tùy theo cái dòng sản phẩm của người ta, chứ không phải là bán ai bán mắc, ai bán rẻ hết nha anh em. Thì dòng này 1,7 triệu thì em bán lãi suất rất là thấp. Còn anh em bán thấp nữa thì có lẽ người ta bán sẽ ít lời nữa nha anh em.
đó, hay là đồ nó trong nó như thế nào thì chuyện đó là chuyện của nhà sản xuất, còn chuyện mình bán là chuyện của mình nha. Bán lời nhiều lời ít là cũng là do mình, đồ nó đẹp hay là đồ sắc sảo bao nhiêu là cũng là do chuyện của người sản xuất. Mình chỉ nhiệm vụ mình lấy mình bán. Con này em bán 1,7 triệu nha, em không bao cái ship, em không nói là đồ là ai dở, ai thấp hay là ai hay. Quan trọng là bán là đồ là để cho anh em xài, bán những dòng thiết bị để cho anh em xài. Thật sự đó, hư hao thì có trách nhiệm đến anh em ha. Dòng nào còn bảo hành thì không tốn tiền, dòng nào hết bảo hành thì hỗ trợ tiền linh kiện và kỹ thuật ha, phí cước xe cộ. Rồi cái con này thì em sẽ lên tiếng nhạc, nãy giờ chỉ nói không có nhạc anh em, bắt đầu lên nhạc nha. Rồi 1 2 3 buộc cái con này thì nó lên nhạc, anh em nghe em vừa nói chuyện giống như em đang ca những cái bài ca khúc ha. Thì do nguyên nhân á, em không có hát lên và dính bản quyền, thì cái dòng này thì em để cái echo nó hơi nhiều và gầy quạt hơi nhiều anh em, để nói chuyện, tại vì gầy wheel á là gầy wheel cái delay echo, nếu mà không có thì gầy wheel làm gì ha. Quan trọng là nó có nhiều để cho anh em xài, trong lúc đó anh em muốn giảm nhỏ lại thì cứ giảm ha, bớt echo, bớt gầy quạt, hay là lên gầy quạt 1 2 5 6 7 hay hoặc là lên echo cho sạch chơi 1 2 5 6 7 3 4 5 6 1 2 5 6 7 tiếng sạch và tiếng xì và tiếng lôi về, có echo có nhạc cho anh em hát những ca khúc mà tay chạm bổng là ok rồi ha. Thì cái dòng này tiếng nó rất là xì xịt nghe nè, nè em nói chuyện nghe nó tiếng xì xịt, thì trong cái lúc mà anh em hát còn xịt xịt còn đã nữa anh em. Cái dòng này 1,7 triệu anh em, xứng đáng để anh em xài nha. Còn cái con dưới thì năm em bán là 1,3 triệu, có gầy mod điều khiển luôn nha. Em sẽ thử qua con này là 2,3 triệu lộn anh em, 2,3 triệu chứ không phải là 1,3 triệu nha. Con này 1,7 triệu không bao ship, dòng sản phẩm là toàn bộ không bao ship hết nha anh em. Ví dụ như anh em có gần thì lại tới chỗ của em tham khảo nha. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 Rồi em sẽ dừng cái lúc mà test con này, em sẽ ghi điện vô cái con X5 bờ gốc để cho anh em tham khảo và lựa chọn những cái thiết bị nào thì anh em yêu thích nha. Đó, thì bây giờ em sẽ cắm điện cái con X5 vô sẵn test hai con thôi nha. Chỉ biết con trên và con dưới thôi ha, con số chiên vì số để con là nó có một chút like vì số ha. Rồi mình đã ghim mấy cái cọng dây vô và những cái thiết bị vô để cho anh em tham khảo ha, và nhạc đó thì đồng thời cũng là kết nối để anh em. Cái bên đây là music nè ha, music này là xuống hết nè, em đang xuống hết nè, em đang lên nhạc bằng cây gầy mod luôn nha anh em, cây gầy mod luôn nha. Đó, em sẽ hạ xuống cái phần này thì em đã cài hai cái chế độ này, là chế độ gầy quạt và chế độ delay echo ha, cộng với nhau. Đó, còn nhạc thì em test toàn giải để cho anh em phù hợp tất cả những cái dòng con 676, con 100 và cái lo hai tắc con 25 vẫn hát được bình thường anh em. Đó, thì tại vì em đây em chọn cái chế độ là nó mềm mại, nó không có phá vỡ cái tiếng nhạc anh em.
nghe nó rất là hay. Còn cái echo nè, ví dụ như anh em thích echo nhiều thì lên nhiều, 1, 2, 3 buộc, thích thấp xuống nè, ít lại nha. Bằng cái thể loại nào anh em thích, ở đây là em đang bớt mà nghe, em bớt từ từ tiếng mọc cho anh em nghe luôn ha. Này là ít nè anh em. Đó, em sẽ lên mặc định của cái con này ấy, thì effect của nó là 40 mấy rồi anh em. Đó, em bớt tiếng mọc luôn em nghe đó nha. Bắt đầu lên từ từ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Lên miếng nhạc luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Thì anh em thích lên nhiều ít thì đó là do ý thích của anh em thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó có mấy chế độ, em cài chế độ số 1 nè. Đó, 3, 4, 5, 6, 7. Anh em thích nhiều hay ít là do anh em thôi. Còn cái dây remote này nó quyết định cho anh em được hết luôn nha, tiếng cả tiếng nhạc, cả lớn tiếng nhạc nhỏ lớn và tiếng effect luôn, và chọn chế độ delay echo đầy đủ hết nha anh em. Đó, chế độ số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này thì em thử, thì em thử cho nó cái tiếng echo gầy vợt nó hơi nhiều nha anh em, cho nên anh em nghe nó hơi nhiều. Anh em hát thì mặc định của nó thì anh để chỉ có là 20 mấy thôi, 30 rồi anh em. Còn cái tiếng effect thì 40, 45 à. Còn nhạc mặc định thì anh để 10 mấy, 20. Anh em tắt rồi anh em bật lên nó chẳng nhớ. Rồi, đó, như vậy nó rất là dễ xài nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi em sẽ qua những cái dòng sản phẩm khác nha anh em. Đó, em sẽ qua những cái dòng sản phẩm khác. Đó, còn rất là ok, chưa chạy chưa gì hết. Này thì chưa tháo tem nha, tại vì em quay thì em sẽ mở từ chi tiết cho anh em xem nha. Còn rất là ok nha. Ở trong cái bộ phận nó thì anh em nhìn xem kỹ nè, nó rất là ok nè. Những cái cuộn mà đường relay này nè anh em, thì nó tương đối với một cái ga ổ cắm. Thì trong đây là 8 mình cái relay nó trở lên mặt định nha anh em, chẳng sợ hư nha. Mấy cái tụ này để xử lý nó dằn lại cái điện thế mà không bị nhiễu ù xè đó anh em. Và cái cuộn dây này nó sẽ lọc lượt cái xử lý và cái điện lưới mà không mong muốn để cho nó đi ra mình xài nè. Thì ở đây nó được xử lý cho mình xài được hết, không bị ù, không bị xè nha. Và bảo vệ những cái dòng thiết bị mình rất là cao ha. Và nó có cái công tắc, khi mà chạm chập là nó sẽ tắt nè. Còn bên đây công tắc là công tắc khởi động mềm, nhắn vô là nó khởi động mềm nè. Và màn hình của nó, cái con này thì màn hình của nó rất đẹp nè. Dây nguồn của nó rất là lớn nha, lớn bằng cái ngón tay luôn đó. À, nó sẽ mở từ 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 cái channel từ 1 cho đến 8 nè. Ở đây em có tặng cho anh em một cái USB để thì mình quản lý những cái dòng thiết bị trời tối nè. Hai gác này đều mình xài được nha, có USB để mình sạc điện thoại luôn. Công tắc để chập cháy. Thì cái con quản lý nguồn này anh em, gác cắm của nó là bằng toàn bộ đồng hết nha nè, toàn bộ đồng trên. Và màn hình LCD nó thì anh em nhìn thấy nè, IC xử lý để chạm chập, để bảo vệ ăn phô. Thì dòng này nó quá ngon nha anh em, 1,6 triệu ha. Em tắt điện mới được. Đó, 1,6 triệu. Thì dòng này là khá là ok nha, khá là ok, khá là ngon, tốt luôn nha. Đây còn mấy cái con Mitgo, Bosa này nè, Bosa
KS700. Dòng Mitgo Bosa này thì dòng bãi nha nè. Đó, dòng bãi em thu gì được cũng mấy bộ nè. Đây em có mấy cái con vang nha, cũng có rất nhiều nha nè. Nhưng mà em lấy thử một món xuống, lấy một con để quay review và quay giới thiệu đến cho anh em tham khảo. Và anh em nào có yêu thích những cái sản phẩm thì cứ liên hệ với em, số điện thoại là 0369 anh em, 050836 nha. Thì con vang này là con vang X9 Bosa, dòng này thì nó cũng là đẳng cấp về âm thanh nha anh em. Bàn phím nó có Moira, Midgo, Etro thì hoặc Music thì ha. Cell có đầy đủ và có USB phần mềm. Thì còn rất là đẹp nha anh em. Con này thì Bosa, dòng này thì em bán là 2,2 triệu. Và luôn cái cây remote thì 2,2 triệu luôn anh em. Bán thì chiếc này bán chi âm cho đến anh em xài ha. Và cái con ở dưới này anh em, dưới này thì còn cũng rất là đẹp nha. Rất là đẹp, cực kỳ là đẹp. DSB, dòng này thì dòng bãi xịn nha. Đó, mặt mày ở trước thì nó cũng có bullshit nè, bullum, effect, màn hình, có bàn phím, có công tắc gì đầy đủ nha. Dòng này thì em chưa vệ sinh nha. Đó, 2,2 triệu luôn. Đường out và đường in. Và đường ga nè, đường LG, đường center, đường sub, đường S là SG đầy đủ nha anh em. Đó, 2,2 triệu luôn, đồng giá nha. Và dòng này đợt này thì em có gì X5 anh em. X5 cũng có được mấy con bờ rốc nha. Dòng này thì âm thanh thì đẳng cấp nha anh em. Mic 1, mic 2, màn hình, nút volume mid nè, bullshit nè, effect nè. Có đầy đủ rồi. Bàn phím thì echo gì hoặc mic cái gì đầy đủ hết nha anh em. Và sale có đầy đủ hết nha. Còn đẹp thì có khoảng 90%. Còn đẹp cực kỳ nha. Dòng này thì 2,3 triệu một con anh em, có remote có đầy đủ, hai tăng phô nha. Còn đẹp cực kỳ. Thì những cái dòng sản phẩm này thì em sẽ gần gần cái video, gần hết video em sẽ thử lên cái chất âm hoặc là đầu video. Và thử cái vang nét 80 Bluetooth này kia rồi mấy vang này cho anh em coi chất âm nha. Thì anh em vừa ý thì alo em, số điện thoại 0369 nha, 050836 nè. Có cái con này là cái con rất là xịn sò nha anh em. Nó rất là xịn sò. Đây em ghim lên luôn nha. Đây, dòng này thì nó đẳng cấp nha nè. Do nó nặng quá quay nên nó cũng khó di chuyển hay bất tiện nè. Đồ nó rất là đẹp ha. Tăng phô nồi đó. Rất là đẹp. Dòng này thì nó tầm là 1000W một kênh anh em. Đó, mã của nó là VA2500. Nó có màn hình hiển thị số nha. Đây tắt nó có đèn nè, tắt mở có đèn. Bulum. Con này thì xuất xứ của nó là không biết con nào, con này con gì để chỉ gì CSBO gì anh em. Dòng này dòng bãi đẳng cấp nha. 4 triệu một con, không có bao phí ship anh em. Còn bao phí ship là 4,2 triệu nha. Em bao phí ship con này là 4,2 triệu. Con này đẳng cấp cả ngoàn ngàn quách một con nha. Rồi, liên hệ với em là 0369050836 nha. Con công suất này 4 kênh. Đó, là 800W một kênh nè. Dòng này dùng bãi nha. Còn rất là đẹp. Hai đường in, chứ hai đường là 4 đường. Đường A, đường C, đường B, đường D ha. Còn hai đường này là hai đường mà để chiên gì đánh súp cho nè. Cái con này á, anh em muốn đánh súp cho nó quy lực thì anh em cắm vô cái hai cái kênh nè. Lóc K nè. Đó, lóc K A và B. Hai kênh là chiên đánh súp rất là mạnh nha. Còn ở bên đây á là để đánh full. Nếu anh em ghim đây thì bốn kênh này là cùng bốn kênh đánh full bãi xịn nha anh em. Đó, còn tem còn nhã mát nha. Rồi anh em ơi, bữa nay em về cũng được một chút đỉnh tầm cho khoảng mười mấy hai chục cặp thùng full nha anh em. Thì full hôm nay thì rất là xịn sò nha anh em. Gồm là Made in Thái Lan 500B. Và những cái dòng lo ba tắc Martin con 76 từ 190,
chép 750, thì một cái cặp này thì em bán chỉ có là 5 triệu rưỡi một cặp anh em. Một cặp Martin 3 tắc dòng xịn nha, con 76 chép 750, lo rất là xịn sò đó. Trong chín con 76 nè, dòng này thì chép 750 từ phân gíp nha, lo thì nó rất xịn sò nè, xài lục giác hết ha. Dòng lo còn rất là đẹp, dòng lo này thì rất là hay nha nè. Ở trong cái ở dưới đế của nó có cái chén nè, cái chén để cho mình nè cắm cái cọc lo lên nè. Rồi cặp lo này thì em bán 5 triệu rưỡi một cặp. Rồi anh em nào có nhu cầu mà mua những cái cặp vỏ nè, cặp vỏ là hai cái á, thì là 1 triệu 9 50 một cặp vỏ, không có phân tầng nha, không có chép. Đó, cặp vỏ là gồm hai cái. Thì cái bên đây á, lo của em thì rất là đẹp nè, cực kỳ là đẹp nha. 1 triệu 9, 1 triệu 9 50 một cặp vỏ anh em ơi, chứ không phải 1 triệu 9 nha, em nói nhầm nha. Hình thức ngoại hình thì lo của em là lo nào như lo nấy, nó còn rất là đẹp nè. Còn lo thì CS1206, vòng lo này thì là con 76 nha, con 76, con 76 tượng 109, lo thì rất là ok nha. Dòng lo này cái nó rất là sâu lường nè, rất là sâu cái lường, cho nên nó đưa ra cái tiếng bass cực kỳ là ok nha. Cái màn của nó là màn sợ tinh nha. Dòng lo này để đánh bass thì quá ok nè. Một cặp lo như gì là em bán 1 triệu 7. 1 triệu 7 thì em không có cộng phí ship nè. Những cái dòng sản phẩm thì em báo giá là chưa tính phí ship nè. Rồi. Còn về đợt này em về quá là cực kỳ quyết anh nè. Quá cực kỳ quyết. Đây. Chép thì chép 850. Neo nguyên khối nè. Dòng này thì cái con của nó là ở trong nó có dây đồng dẹp đó nè, đó tùng mở này kìa. Còn cái họng đợt này là họng nhôm anh em, họng nhôm nó nằm trong đây nè. Đấy, mở thì em quay review cho anh em coi đó. Đó, nhôm nha, họng kèm nhôm 23 vuông, không à 40 full 40 này nè anh em. Phân tạng thì cực kỳ là ngon anh em, nó xử lý cái tiếng chép luôn, nó rất là thanh, nó có toàn giải chung chép để ra những được cái giải chất âm cho cái chép của mình, nó rất là ngọt ngào nè. Còn vỏ lo thì khá là ok, đẹp 95%, dòng là sơn sằng đó, rất là ok nè. Lo thì nó rất là ok, đẹp 95%. Cặp vỏ này thì nguyên nhân nó có cái họng nhôm nè, giá này thì nó 2 triệu 9 một cặp nha nè. Thì cặp nó là không có phân tầng nha nè, đây nó không có phân tầng, chỉ có họng với vỏ với a căng là 2 triệu 9 một cặp, là gồm hai cái nè, xài lục giác hết nè. Dòng này xài lục giác hết nha, toàn bộ lục giác, xài lo mắc tin luôn thì anh em xài được cái lục giác luôn anh em, lục giác mấy con ốc này luôn nè. Đó, nó đóng cái chén vừa nè, xài lo mắc tin này thì nguyên bộ thì anh em xài được lục giác hết nha. Một cặp còn xịn sò rất đẹp 95%, 2 triệu 9 một cặp vỏ họng nhôm. Còn cặp lo này thì 1 triệu 8 50 nha, lo rất là đẹp nè, lo rất là đẹp nè. Còn 76 lo quá ok, còn 76 nè, dòng lo của em bán này anh em khỏi lo rồi, nó rất là ok. Cái đặc điểm là lo nó rất là nhẹ, anh em nhặn xuống nó mềm lắm. Rồi thêm một cái nữa, cái lo nó rất là sâu lường nè, rất là sâu lường nè đó, cho nên cái tiếng bass và cái tiếng trung mid của nó nè, nó cực kỳ là ok, tiếng nó rất là hay. Lo này em bán 1 triệu 8 50 gồm hai cái, còn đẹp 95% đó, còn đẹp cực kỳ đẹp nha nè, đẹp không thể nào chơi đó. Là 1 triệu 8 50, không có cộng vô cái ship em nè, cái này chưa cộng cái ship nha. Rồi còn cặp vỏ BA này thì hình thức ngoại hình đó là quá ok này mà. Đó, lo thì từ chi tiết đẹp nha, đẹp không thể nào tưởng tượng được em anh em. Dòng này thì là 3 triệu một cặp vỏ nha, họng nhôm 500W 8 ohm nè, BA Thái Lan 15B mà 500B BM
in Thái Lan nè, dòng Thái Lan nha, dòng Thái Lan xịn nè, còn đẹp 95%. Đó, còn đẹp 95%, còn mùi keo luôn anh nè. Cà vỏ BA Thái Lan này họng bằng nhôm, chút em quay cái họng cho anh em coi là nó bây giờ đợt này em về toàn bộ nhôm hết nha. Họng kèm nhôm hết, chỉ có ba tắc là họng họng thường anh nè. Nhưng mà thường họng bãi nha, họng rất là ok. Đây, cái cặp lo này thì không thể nào mà anh em bỏ qua được anh em. Cái cặp lo này em nhắc lại em quên, xịn này thì 5 triệu em bán 5 triệu 8 một cặp nha. Tiếng nó rất là hay anh em, lo nó mềm mại lắm nha. Dở lên tiếp đây tao. Dở dở tiếp lo. Đặt là à, đem xuống dưới đi, đem xuống đẩy bên đây nè. Anh em đây nè. À, đây, lo B500 thì nó cũng nhiều dòng lắm nha anh em. Cái màng của nó rất là nhẹ, anh em thấy không, nó rất là nhẹ cho nên nó ra cái tiếng bass rất là sâu, giải bass mid của nó anh em không thể nào chơi được. Nó thì rất là mềm mại anh em, à, rất là mềm mại. 5,8 triệu một cặp lo, cặp lo không anh em, vỏ thì 3 triệu. Đấy đây, để chút xíu đây, bên đây cặp nào cặp nấy đẹp keng anh em, đẹp keng, quá đẹp keng luôn nha, không thể nào chơi được anh em. Rồi còn đây, bên đây nó cũng vẫn vậy anh em ơi. Đó, họng thì họng bằng nhôm hết, đợt này em về họng bằng nhôm hết anh em. Tiếng nó ra cảm biến rất là hay anh em nè. Chép thì chép cực kỳ, họng này rất mắc nè. Đó, phân tầng này anh em. Phân tầng này thì tiếng nó rất hay anh em, nó phù hợp những cái bất cứ những cái dòng chép. Và cuộn xe bát nó rất lớn nè, cuộn xe này tới 6.000W anh em. Còn cái cuộn này nó rất là hay, cuộn xử lý chép nè. Và nó có hai con IC để xử lý cái tiếng chép mà cho nó ngọt ngào nè. Thùng nó thì thùng nào nó cũng có chén nè, để cho mình bắt vô cái cặp súp nè. Chẳng hạn như đây là cặp súp 4 tắc, con 100 từ 220 GCF có dòng mã số Sagi nhé. Thì cặp này thì chúng em lấy cái lo em quay cho anh em coi cái của lo của cái con súp này anh em. Súp này chút xíu em giới thiệu tiếp nha. Còn đây cặp BA nè, thì cái con của nó nè, chép này là chép 850 bên cái bộ Thái Lan đó. Bộ Thái Lan nó cũng xài chép này, thì nó gì nè nè, anh em nhìn thấy nó xài có cái con của nó có đồng ở trong này nè nè, để cho cái con chép này nó mát. Này là con dây đồng dẹp đó, 850 ha. Anh em nhìn cái chép của người ta đã xài rồi mà cực kỳ là ok đó nè, nè. Móng ánh 7 màu ha. Rồi thêm cái chép nó đã xịn sò như thế này đó, nó có dây đồng mà để cho cái tiếng chép này nó hay đó nè, nó không có bị chát chói đó. Gà thanh, tiếng chép rất thanh, có chung mít, có giải mít chép cực kỳ hay, cộng thêm một cái họng bằng nhôm nữa, nó sẽ cộng hưởng lên rất là cao nè. Nó được ra cái dãy chép có lời chung mít, quá ok nha. Cặp này thì em bán về không có cộng họng nha nghe nè, họng này thì 650 một cặp nha, cặp họng nhôm 23 vuông á nè, 650 một cặp nhôm. Còn cái con chép này bán lẻ thì một cặp là gồm hai cái bên này nè, nè đó, hai cái chép rất là xịn sò, như vậy là 2,4 triệu nha nè, 2,4 triệu. Cái này em quay cái điện thoại nó bị méo méo nè nè, điện thoại em cái này nó bị méo méo, chắc em phải mua thêm một con camera để quay cho nó xịn sò. Nhưng mà xài cây 15 gồm mắt mà sao nó quay méo méo kỳ quá hả. Đây là cái con này rất là xịn nha. Con này bằng nhôm. Dòng chép xịn thì nó bằng nhôm hết rồi, gắn với điện ta. Thì cái con này bên đây á, lúc nãy mở là bên đây nè nè. Đó. Bên Thái cũng là bên đây, cũng đồng là một giá là 2,4 triệu một củ chép nha, chưa cộng cái họng vô. Họng vô nó là 650 một cái cặp họng nè. 23 vuông.
Rồi cái con cặp vỏ này thì em bán là 3 triệu một cặp vỏ nha. Vỏ ai căng đầy đủ, đo đạc thì 95 trăm. 3 triệu là có luôn cái họng nhôm này nghe nè, có luôn họng nhôm. Ốc thì toàn bộ xài lục giác hết nè, rất là xịn nha. Full nó thì quá đẹp, cực kỳ đẹp. Dòng này là dòng bãi đi sách về hết nha nè. Dòng này toàn bộ của em là dòng bãi hết nha, bãi xịn đó chứ không có phải là Việt Nam mình này chưa xài nha nè. Dòng bãi này Việt Nam chưa xài nha, chưa chưa xài luôn nha, chỉ có nước ngoài xài thôi. Còn rất là xịn, rất là đẹp nha. Rồi cái cặp súp này em quay cái hình thức ngoại hình đó cho anh em coi. Đó, đằng sau cái cọc cổng lưu chích của nó nè, thì mình xài được hai cái cổng lưu chích nha. Đây cũng vững vậy luôn nè. Cái con súp này á, tiếng cái vỏ nó rất là gọn. Anh em để full lên đó nè, thì nó dư được mỗi bên miếng full 4 tắc nè. Đó, dư được bên miếng. Hậu thì rất là dài nha, dài như ra tiếng Bắc miệng nè. Đó, cặp súp GCF xịn, con 100 từ 220 là 5 triệu rưỡi chưa bao cái ship nha. Tiếng này thì em thường để quay lên cái hình đó, cái em sẽ có test đó nè. Thì em chút nữa em sẽ test lên những cái dòng sản phẩm này cho anh em nghe nha. Tiếng rất hay. 5 triệu rưỡi một cặp súp nha. Rồi em qua những cái dòng sản phẩm khác nha nè. Rồi anh em nào yêu thích những cái dòng sản phẩm này thì liên hệ với em nha. Số điện thoại là 0369050836 anh nè. Lo này thì còn rất là đẹp ha. Tuy rằng nhập lo bãi ở nước ngoài về nhưng mà lo rất là xịn nha anh em. Súp thì súp 4 tắc nè. Súp 4 tắc rất là xịn sò. Ở đây em mở ra một cái, còn cái để nguyên diện hình để cho anh em coi ha. Cái toàn bộ nó xài lục giác hết nha nè, xếp rất là xịn nè. Những con ốc của nó bắt lo cũng xài lục giác hết nè, và lo còn rất là đẹp nha nè, đẹp 95% nha. Lo còn zin, còn đẹp 95% nha, còn rất là đẹp anh em ơi. Con nó rất lớn nha, cái này rất là quy lực đó. Dòng lo xịn sò thì nó đều có mã số sagi hết anh nè, có mã số sagi hết, còn rất đẹp nha. Còn lo súp này anh nè, thì em bán 5 triệu rưỡi một cặp nha, gặp một cặp là hai cái. Thì ở đây em đang để cái mô hình lên cho anh em coi. Nó vừa với cái súp 4 tắc luôn nè, lo full 4 tắc nó được dư ra một chút nè, bên đây dư ra một chút. Còn nếu mà full 3 tắc anh nè, để nó nhỏ gọn gàng đẹp lắm nè. Cái cặp này thì em bán lo này thì nếu anh em mua về thì em bán 2,6 triệu một cặp, đánh súp rất là lực, rất là căng nha. Thì em quay gì rồi kế tiếp em sẽ thử những cái lên cái chất âm cho anh em nghe cái tiếng súp nó mềm như thế nào, và những cái dòng lo nè. Rồi kế tiếp những cái thiết bị khác nghe anh em. Lo full 3 tắc và 4 tắc lo Thái Lan nha nè. Và cái đầu tiên thì em sẽ quay cho 2-3 bác khách ha. Thì sẵn đây em sẽ quay luôn một cái video để gửi đến cho khách, 3 bác khách của mình. Thì và ở đây em cũng là nhân dịp này em sẽ quay để review luôn cho tất cả các bác và các anh em tham khảo những cái dòng này. Lo em có bán là hiện tại trong cái kênh cửa hàng của em là có bán luôn nha nè, có đầy đủ những cái dòng thiết bị ha. Và đầu tiên thì em sẽ quay gửi đến cho cái bác khách mua những cái sản phẩm em là lo Martin, lo ba tắc dòng xịn sò nha. Đó, thì ở đây cái con lo Martin thì này nguyên bộ em mở em kiểm tra và em sẽ làm chi tiết. Cái bộ sản phẩm lo Martin này, cái lo thì còn zin còn đẹp, hình thức là 100% gì nha. Và trong cái bộ phận, trong cái lồng gì nè anh đó, thì anh lên trên cái kênh anh coi những cái sản phẩm anh sẽ gửi đến cho anh em á, cho đến anh á để xem. Thì lo anh em, và lo thì này thì
em đều có hết nha. Và em đã bán cho khách của mình đó, thì em sẽ quay một cái video này nè, để cho thứ nhất là anh em tham khảo, và thứ hai sẽ cho ba bác khách để chốt ba cái món sản phẩm này đó. Và cái lo bao tắc mặt tin này nó đều có cái chén hết nha nè, có cái chén để anh em cắm lên cái lo full đó cho nó cao lên hát cho nó bay nè. Rồi còn chép này thì chép mắt tin trong nguyên con trong thùng là như vậy, chép 750 dòng chép này xin của trong cái bộ thùng này nha nè, đó 750. Mở này ra thùng ơi, bỏ đi con, mở lo lấy ra luôn, mở lấy ra luôn này, đặng mình lặt lên cho cái thùng, để xuống đó coi. Đấy đây. Đây dòng lo mắc tin này thì nó có hai cái chế độ nha, hai cái chế độ để bắt lo, một là bắt bên đây, hai là bắt lo lên đây. Anh em muốn bắt lo như thế nào bắt thì tại cái nhà sản xuất á, nhà sản xuất ta làm sao thì bán vậy. Lo gì, gỡ lên, gỡ lên tùm. Thùng thì rất là đẹp nha nè, này thì bụi ha, thùng còn đẹp 95%. Cái trong cái sau lưng nó đều bắt những cái con lục giác nè, còn cái gắt lục chích của nó thì đường ao và đường in ha, một đường vô và một đường ra để anh em lên. Một cái một cặp như gì, một cặp full ba tắc phụ kiện đầy đủ nha. Cặp này thì nếu em bán lẻ một cặp thùng không có phân tầng này rất đẹp nha, này tại để xuống bụi quay nó dơ đó nè. Cặp như vậy là 1.950.000 nha. Cặp vỏ, cặp vỏ là gồm hai cái vỏ này nè, vỏ này thì rất là đẹp nha. Rồi để xuống đi, và lo bên đây thì còn chỉ tháo cái mặt lưới ra lo thì còn bắt nè nè. Đó. Rồi một cặp như gì thì nguyên thành phẩm thì 5.500.000 nha, 5.500.000 không bao phí ship nè, và tắt còn 76. Đó. Còn 76 lo rất là ngon nha, lo rất là ngon nha. Dòng lo này đánh cái tiếng bass rất là hay nha, tiếng nó rất là sâu, tiếng bass nó rất là hay. Đó. Một cặp thành phẩm như vậy là 5.500.000, chưa có bao phí ship nha nè, chưa bao phí ship, thành phẩm luôn nha. Thành phẩm này thì em mở ra em quay gửi đến cho mấy bác khách mà đã mua, em sẽ quay từ chi tiết những cái hình thức ở trong ruột gan nó như thế nào đó, rồi sẽ gáp lại cho mấy bác nha. Không tiếp gì trên trời đó. Lo thành phẩm là gì ha, rất là ngon nha, đúng không? Còn cái cặp này thì cặp này 3.000.000 lấy ra tục. Cặp súp 5 tắc GCF, dòng này dòng chuẩn nha. Dòng này thì em cũng tháo thùng ra nha, thì tháo thùng rồi nó có cái gì nè anh em, thì cái chỗ mà bắt ốc á nó sẽ có hơi chày hơi như thế này nha, nó khác thường hơn cái dòng mới nha anh em. Đó gì lo thì còn rất đẹp nha, lo rất đẹp nha, rất đẹp, không có bụi hay hơi, không có ăn thua cho nha. Một cặp gì nè là 3.000.000 ha. Thì cái này cũng khách đã chốt, em quay cho khách coi rồi đó nè, thì sẵn đây em sẽ giới thiệu luôn nha, giới thiệu đến anh em, để anh em có yêu thích nó thì liên hệ với em số điện thoại 0369 nha, 050836 nè. Rồi kế tiếp thì sẵn đây cho anh coi cái cặp vỏ, cặp BA, lấy BA đó.
mở lưới bỏ kia thôi khỏi đi. Rồi. À, cái này là BA Thái Lan. Ở bên đây em đang mở, chút em sẽ quay nguyên thành phẩm một cặp lo. Thì anh em muốn mua lo gầy hoặc là nguyên con hay là mua chép ha. Riêng biệt là cái họng chép không bán nha nè. Họng chép không bán lẻ nha. Tại họng này là họng chép nhôm. Khó kiếm mua lắm anh nè. Đây. Cái cặp chép 850 neo khối của BA Thái Lan. Thì dòng này nó có hai dòng anh em. Một dòng thì chép neo của BA luôn. Dòng BS này thì hãng người ta lấy ra để cho giảm cái giá tiền xuống cho anh em xài nó đỡ ngán tiền. Họng này thì nếu mà nguyên cặp như gì nè, anh em sẽ cộng vô ra thành phẩm một cái thùng nha. Cặp lo BA Thái Lan. Rồi đây gì? Đây. Cặp lo BA Thái Lan, dở này lên tùng. Đặt cái lo lên coi. Để nghiêng đây. Để nghiêng gì? Chừng cắn luôn. 1000W nha anh em, một cái lo 1000W thì con nó thì con 76. Đây anh em. Con lo thì con 76 nha. Đó. 76, dòng lo này rất là xịn nha. Còn đẹp 95%. Còn đẹp tuyệt vời nha anh em. 1000W. BA Thái Lan nha anh em. Dòng này thì sản xuất 2024 anh em. Sản xuất 2024 nè. Cặp lo này nếu mà em bán gầy á thì là 5,3 triệu, là gồm hai cái là cái bên đây. Lo còn đẹp tuyệt vời nha. Còn cặp chép thì em bán 2,4 triệu, 850, dòng này rất là xịn nha. Còn riêng biệt họng thì không bán lẻ nè. Họng này cũng đắt giá, từ 800.000 á, bằng nhôm. Bằng nhôm nha. Chép thì chép 850 neo. Tiếng nó rất hay nha. Còn phân tầng thì gắn này lại quên đây cho nó rõ. Chút nó dựng cái thùng lên luôn. Này em sẽ mở cái lo ra ha nè. Mở lo ra đi, em quay trong cái ruột cho anh em coi nha. Đây, cặp này rất là đẹp nha. Đẹp tuyệt vời nha. Đó. Lo hình thức còn đẹp 95%. Đẹp cực kỳ ha, đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời nha anh em. Tuy rằng trong cái thùng mở ra, nhưng mà cái thùng dòng cái dòng BA Thái Lan, những cái dòng sản phẩm của em thì cái chân ốc của nó nè chỉ có xước nhẹ thôi, chứ không có bao giờ mà bấy ngày giống như hàng của Việt Nam mình xài rồi nha anh em. Còn đẹp chi tiết nha. Đó. Chỉ có xước nhẹ hơi thôi nha, chứ không có bấy bá giống như mấy cái hàng của Việt Nam mình xài rồi nha. Nghe tục trả lời. Lo còn đẹp cực kỳ nha. Để đỡ trên thùng này tục đặt mặt lên. Còn phân tầng nó thì để đó đi, để đi. Còn phân tầng thì nó quá đẳng cấp nha nè, quá khứ đẳng cấp. Rồi cái dây không, anh em thấy là xứng đáng đồng tiền để mua. Rồi cái này thì em quay chút nữa, ngày mai mốt gì đó rồi anh mua những cái sản phẩm của em. Thì anh cứ lên đi xem anh xem chơi. Còn cái thì em đã quay cái hình thức Zalo gửi cho anh rồi, anh đã ok rồi. Nó, anh cũng chốt cọc hết rồi nè. Ba sản phẩm này thì ba bác khách đã cho em hết rồi nha. Thì sẵn đây em quay em làm cái clip để gửi cho anh em tường tặng những cái chi tiết và dòng lo và cái phân tầng bộ phận trong lòng và hình thức ở ngoài. Còn đẹp còn xin 95% như thế này cho anh coi ha. Thì sẵn đây em giới thiệu đến anh luôn, tất cả anh em nha. Rồi các bác trên mọi miền Tổ quốc. Nếu có yêu thích những cái sản phẩm rồi thì alo em, số điện thoại 0369 nha nè, 050836 nha. Phân tầng này thì nó rất là tuyệt vời nha anh em, rất là tuyệt vời.
À, cuộn sale nó tới 6.000 watt anh em. Còn cuộn sale để xử lý tiếng bass cho nó hay á, rất là lớn nha. Tụ nè, hai cái cò trì nhiệt để bảo vệ cái chép. Và đây xử lý tiếng chép rất là nhiều. Đó. Và nó có con đi xơi để xử lý tiếng chép nè nha. Hai con đi xơi. Rồi phân tặng này anh em muốn mua lẻ thì bán lẻ nha. 1.1 triệu một cặp. Dây thì 1.1 triệu một cặp, dây thì em chỉ để là 2 cộng thôi nha anh em. Một cộng chép, để em lấy cái cộng chép ra cho anh em coi nha. Đó. Một cộng chép và cộng bát thôi. 1.1 triệu. Cái dây từ cái logic á thì anh em. Dây từ cái logic này thì em chỉ chừa lại nha, em phải chừa lại. Đó. Nó đều có vỉ hàng logic chứ không có hàng dây tầm bậy tầm bạ nha anh em. Đó, ha. Rõ ràng ha. Dở lên không? Cái phéo chạy hết. Đó. Còn cặp vỏ thì rất là ok nha. Rất là đẹp nha. Hình thức của dòng BA này thì nó rất là ok nha anh em. Tiếng rất hay. Sau lưng đó nè. Lưu trích đường in đường out. Mấy con ốc thì toàn bộ là lục giác hết anh em. Và nó đặc điểm nó rất là hay là ở dưới này nè anh em. Dưới này nó có cái chén để cho anh em bắt lên cái súp mà chẳng hạn như mấy cái dòng súp sau này nó có cái chén để bắt lên hết nè. Để cao lên tới tay mình hát cho hay á. Rồi em sẽ báo lại từ chi tiết anh em muốn mua thành phẩm thì cộng vô cho em. Hoặc là để coi coi 5.3 triệu. 5.3 triệu với 2.4 triệu là như tùm. Là cái cặp loa 7.7 triệu phải không? Phần tặng 1.1 triệu nữa. Tám triệu tám với cái bộ vỏ này 3 triệu nữa. Bộ vỏ này 3 triệu. 11.800 là giống như là 12 triệu nha anh em. Đó, một cái cặp BA giống như 12 triệu nha anh em, 12 triệu. Còn bán lẻ thì cặp chép 2.4 triệu nha. Cặp chép 2.4 triệu, cặp lon 5.3 triệu, cặp phân tặng 1.1 triệu, cặp vỏ 3 triệu nha. Rồi anh em nào yêu thích liên hệ với em nha, số điện thoại 0369050836 nha nè. Rồi em còn rất là nhiều những cái dòng sản phẩm em sẽ qua kế tiếp nha. Còn mấy cái dòng này thì đầu video hoặc là cuối video em có test lên những cái chất âm để anh em tham khảo hết nha. Rồi anh em nào yêu thích những cái sản phẩm nào thì alo em nha, số điện thoại là 0369050836 anh em. À, em ở chợ Đinh Bình Thủy, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang nha. Rồi em tạm biệt anh em nha, hẹn anh em một cái video kế tiếp nha.